Hello, và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Super đây đấy. Thì hôm nay mình sẽ quay thử cái tựa game người ta gọi là Liên Quân Mobile, cũng là của hãng gà nhưng mà hãng con gà nhá, hay là gọi là gà rết lại anh em nhá, cùng là của hãng Free Fire cũng vậy. Mình sẽ quay thử xem các bạn có ủng hộ hay không. Ủng hộ thì mình sẽ chơi anh em ạ. Ok, xem nào, mình xem đây, cứ phía ở phép giảm 15%. Ô, ngon chim, ngon chim. Ok, ok, mình sẽ chơi Zuka nhé các bạn nhé. Support đi. Thì làm gì có con nào support ta? Không có một con nào hỗ trợ cả các bạn. Mình chỉ có cái gì nhỉ? À, đỡ đòn xong rồi thôi thôi. À, mấy thì mình thiếu đỡ đòn này. Nhiều khi thiếu, nhiều khi mình chơi ấy mà nó có kiểu như là nó có cái đội hình hợp lý ấy. Ừ, nó chuyển qua đội hình hợp lý ấy thì nó phê vãi anh em ạ. Không cần đội hình hợp lý. Ai à, team này có Alan nè, có Natalia, team mình cũng có Natalia nè. Thế nào? Ngộ không 2T là khá. Vẫn ủ sổ ơi, Grank à. Căng ấy, Grank này mà biết móc chau chau. Mình nghĩ thằng Grank này là chơi lắm anh em ạ. Grank mang tốc hành. Rồi đấy, nhức nách đấy. Mình nghĩ thằng Grank này kéo 2 là rõ đấy anh em ạ. Kéo 2 nó kéo đúng vào cái trụ là chết. Đen lắm. Ok, xem nào, team mình có Gat này. Ôi giời, có Gat, Natalia. Tôn ngộ không thần thông quảng đại. Chứ bắt tới vừa dại vừa si. Wait a minute. Welcome to Arena. Ok các bạn, vừa vào game nó hơi bị giật một tí. Wow, thật là mượt mà con gà. Mình chưa bao giờ mình... Ôi giời, mình mới để chế độ FPS cao các bạn ạ. Ui, cảm giác nó mượt mà con gà, nhìn nó phê vãi các bạn ạ. Battle later. Tại sao thằng rát như thế này? Ok, Natalia không chọn đường giữa. Hôm thường Natalia sẽ chọn trên đi đường giữa các bạn ạ. Nhưng lần này Natalia lại đi đường... À, lần sợ chạy quá, chạy sợ quá, chạy luôn ạ. Này, nhờn này, ok được rồi. Ây à, trốn trong trụ à. Này, đấy, nào, vậy thì Natalia bắn ghê chưa? Một phát thôi là mất cả đống máu anh em ạ. Natalia bắn đau vãi. Chứ nút bụi, nút bụi. Lên chiêu 2 thì nó ra phát một cái đoạn phát headshot luôn nhá. Nào, nút bụi, nút bụi bạn, mình có cái gì? Mỗi lần tấn công, mỗi lần tấn công tăng. Nhận, nhận. Còn Natalia kia đâu rồi? May quá quả đấy, nó mở lại là kéo mình hẹo đi anh em ạ. Bởi vì mình chưa lên được đồ nên mới đen chứ nào. Thằng Alan kia ra đây. Ok, đánh rơi thủ vệ các anh em ạ. À đùi. À ghê ghê, team này bắt đầu đều hơn rồi đấy. Ây á, tại thằng kia mình là mình tướng đang đánh nhau căng thẳng thì. Ây, đang đánh nhau căng thẳng thật à? À không, làm gì có à, đúng rồi, mình cứ farm đánh con rơi thủ vệ được bạn ạ. Mình không biết đánh con này có tác dụng gì không, nhưng mà thấy người ta cứ đánh ấy, thấy người ta đi yểu cũng là chống bông thôi. Ok, có ngộ không ra support thôi. Đây đây, Natalia kia, đánh cô lên nhá, đánh hay lên. Vâng, ôi dồi ôi, để cho nó đã quất combo cả. Nhơn, chạy lẹ, hay quá. Đấy không được gọi là KS đâu nhá, đấy là thuận đường tung chiêu rồi. Quá đấy, đúng ra là phải đợt apple kill, lao ra vụt phát thằng Alan chết luôn. Nhưng mà thế quái là quả đấy combo xỉn. Nhận. Sao tự dưng mình bật chế độ FPS cao này là nó lại bị kiểu như là bấm chiêu này bị delay lắm nhá. Hay bị lỗi ấy. Nào, mỗi lần tấn công vật lý và tăng công vật lý và tăng phép. Mỗi lần tấn công mỗi tầng được tăng công vật lý và công phép. À, tức là mình đánh nhau càng nhiều nó tăng cái này lên nào. Đánh càng khỏe càng trâu. Ok, xem nào. Lần này sẽ là Zuka full dam nhá. Zuka full dam hơi bị khỏe phết đấy. Cẩn thận con này một chút. Con này né hay là tới số liền. Ok ok, qua đây qua đây. Ai à, Alan trốn à. À ai à, Alan lần này ra rồi. Đấy, Natalia bị đánh. À đù 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 đù, đau vãi cứt. May quá là đứa con kia nó không biết chữa mà. Oh my god, chết cha là qua đấy bị delay. Bị lẹ. Vẻ lẹ anh em ạ. Mình không có cửa để đánh nhau con đấy rồi. Con này nó cũng khỏe vãi đây. Ôi dồi ôi, để thằng Alan làm cho hẹo này đấy. Phải rút trong những cái trường hợp mà nó nguy cấp quá thì chúng ta không nên đẩy lên. Vì thế lúc ấy chúng ta rất là ngu dốt. Ui, quả này team mình có con Natalia đánh ghê quá. Không có cửa rồi, mình không có cửa rồi. Ở đây. Mình một kill chưa chết mạng nào, ngon. Ai à, địch chết có một lần. Mình có Natalia kia chết anh em ạ. Đúng rồi, mình có Natalia kia chết. Vâng. An enemy has been defeated.
ok. Ai à, tôi ngộ công thần thông quảng đại cơ à. Sợ thế nhỉ. Nào ra đây hỗ trợ sụp quạt phát. Ok. Này thì nhờn này rồi, giờ đánh chí mạng rồi các bạn. Con này thiên về công vật lý hơn. Này, chọn thằng ngộ không. Thật đây, thằng ngộ không nó gõ. Ê, ngu rồi này. Well met, friend. Thằng kia, Alan thằng kia rồi. Nè, đường này có hai đứa đẩy thôi ạ. Mình sẽ đứng trước con này. Nhớ mày con kia, thằng kia lao vào mình đỡ cho à. Chứ không là chết cả lũ. Ok. Chết thật phát. À, nó không có đây ạ. Ôi giời ơi. Nhầm rồi, đúng rồi mày. Láo lông với chúng tôi để chặn đường luôn. Anh ra anh chặn đường luôn. Ngộ không, mình thấy ngộ không chặn đường ạ. Đấy, thế chứ. Nó phải như thế chứ. Ok, mình sẽ tạm thời thì úi dồi ôi, team mình đánh nhau quá. Mình chung muốn đánh nhau vội, mình phải đi farm lính đã. Chọn Rồi. Đây là vợ rồi. Wow, ngộ không đối đầu với ngộ không. Thật là áo ma Canada, Venezuela, California. Vâng, ngộ không kia. Ngộ không, để ngộ không chạy được. Áo, nghe rất là áo rượu quan ạ. Thôi. Ở đây farm lính tiếp. Tạm thời thì giai đoạn này không thể đi đánh nhau vội được. Cứ đi farm lính đã. Vào đập trụ luôn. Pẹp rồi, cha đi. Không, cái trụ nó bắn cho chết đấy. Chú ấy đánh hơi bị đau đấy. Ok. Nhận. Combo đánh rơi thủ vệ cái. Đánh nhạo rơi thủ vệ đi. Nhận. Loạn đà bóng liền. Trời ơi, vật chiêu một loạn đà bóng lên đánh thì cứ phải phê thôi rồi. Núp. Mày đánh đây. Mày đánh Natalia đi. Mày lập chêm. Mày đánh đi úp xoạt phát nhưng mà không được. Bạn ạ, trụ vỡ cũ rồi. Không phải, cứ tưởng nó còn ở đây. Ui thôi chết mựa rồi, bọn kia nó có cái xe rồi anh em ạ. Đây đánh bùa xanh, lấy bùa xanh em ạ. Cướp bùa của địch, nhơn. Ok, rồi xong, Natalia lấy được bùa rồi. Đúng rồi, combo thật là thần trưởng. Vâng, kẻ địch cứ núp trong nhà thế kia thì làm sao mà anh. Lên đánh ở đây, không bỏ rồi. Nha, quả này địch chơi chắc quá. Quả này thì chơi ăn chắc được bền quá. Không thể lên một phát là nhất tiễn quy tiên được. Grank này mình nghĩ là thằng Grank full phép lắm. À, không phải. Cứ tưởng Grank full phép. Thiên nghĩ sẽ để thiên lộn được thế. Áo vậy. Ok, cố lên. Nãy giờ công hiến được có một kill à. Gali. Cho đây. Ê. Nãy giờ công hiến được có đúng một kill ấy đây mà. Ui mà kể ra trận này team địch với team mình chơi ăn chắc là bền cực. Nãy giờ mới chết có cả hai team chết ấy. Đấy, ăn kill các kiểu ấy. Thì mới có tổng nhớ, tổng lại với nhau nhớ là mới chỉ có bằng này một kill rồi. Chỉ có 8-12 kill. Ảo quá, trận này team địch chơi ăn chắc là bền quá rồi. Xong tôn ngộ không hẹo chắc rồi. Chúa hẹo a đủ, vẫn chạy được chưa. Đấy, không bị thằng Grack gáp lại là tốt rồi. Ok, nhanh. Này, em chuẩn bị như này. Highlight, né, đoàn bắn của thằng Grack này. Móc chứ nhỉ. Grack móc ngu quá. Ôi dồi ôi, nó bật ulti rồi, nó bỏ ulti rồi, ngon liền. Ok, hai ra tê nghiệp đấy. Ôi dồi, địch bắn kinh quá. Quả đấy là phải chờ đồng đội vào nữa. Trời, Natalia gần hết máu rồi. Natalia quả này không về chết này. Ngộ không chạy qua đây rồi. Cái quả trụ này. Trụ tím mình sẽ còn ít bóng thế nhỉ. Ok, thôi chắc là đủ đồ chưa. Sao mới có một. Cái ra nãy giờ mình phải đi. Giờ chắc phải đi farm lính kiếm thêm tiền đấy anh em ạ. Shizuka tầm này mà đi solo 1v4 này hơi khó đấy nha. Địch đông như kiến cỏ này mà team mình không đoàn kết là chết hết đấy. Ok, cái ngộ không quả này chết chắc rồi. Ôi vẫn chạy được cái hảo hán. Để mình sẽ đi ăn hiếp con kia. Xịt chiêu rồi nha em. Tại sao nhơn này. Nhơn chạy ra. Rồi cuối cùng thì cũng được rồi. Tí thì được 3 kill luôn. Không sao sụp quạt một phát. Đoạn này phát. Trời ơi. Ôi mình được cái gì kìa. Bao quanh vòng Thanos kìa. Ảo quá. Rồi anh được phức hợp thiết kiếm rồi nhá.
thôi ra đời mày chết ra đã. Có báo cơ. Có báo cơ mũ giáo nó đập chết chết đấy. Này ngộ không này. Ui, Alan, ui, Alan chết ngay tại chỗ. Thôi. Chết rồi. Nhá chiêu, nhanh chạy đi. Giáp đam phải gọi là đam gần như chủ lực chính của team ấy. Sao lại cứ ở lại làm cái gì ấy nhỉ? Ok, chờ. Rắc kia bọn kia tung hết chiêu tà nhảy vào cái bộ phát là xong. Nhơ. Ôi, chạy, ulti. Mày ung tỉ. Ôi dồi, thì Grack quả đấy vướng vào ulti Grack. Một phát giữ lại đánh như con luôn. Ok thôi, quả này thì thua chắc rồi. Khả năng quả này thì thua rồi. Vào giờ nó bèm chung rồi nát luôn này. Không được rồi. Giờ chưa vào được, quay lại. Đấy nó thủ chắc quá, team này thủ chắc phết đấy. Ngủa đâu. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Tung. Không sao. Trận càng dài để anh chơi với. Chứ thắng luôn tập này là hơi buồn. Quả đấy hơi bất cần để cho Grack nó bật ulti lên. Legendary. Ok. Giờ phải chơi núp bụi thôi. Không thể ra solo 1v1 được. 1v1 là chết rất là cao. À lộn. Phải núp bụi. Không thể 1v4 được. Vì 1v4 rất là khó. Trời á đù, ghê, cẩn thận Grack nó kéo đây. Đây rồi. Nhớt, ui giời, ây, à. Alan kìa, Alan cũng bị ẩn phết đấy. Alan nó mà gõ cho phát thì chết. À, gõ chỉ có ngộ không thôi. Ok, lộn qua đây phát, đoạn là bóng, chịu, ui giời, đam, chịu to à. Kẻ con kia nó đánh, chạy. Sao chả thả, đây rồi, Alan đây rồi, tới show mày rồi, Alan ạ. Mày tới show mày rồi, mày. Tới số mày rồi. No, tại sao chứ? Mình kiếp làm Zuka đi đánh cận chiến mà lại bị bọn kia đánh như con này là dở rồi. Không phải vì đánh như con mà giống như là không được ăn kill ấy. Này, nó kéo này. Ấy, chị tuổi. Làm sao bắt bài được anh? Trời, nhờ. Ai mà không nói, anh nói được rồi. Nhớt. Quả đấy bay xịt ạ. Không ổn đi em ạ. Chiêu lần nào à, chiêu 2 của Zuka là nó bị bay ngược. À ra. Sai. Chạy ra đấy. Không thể ăn ngay lúc này được. Ok rồi xong. Team bị đánh như con rồi. Nhớt này. Này thì Alan này. Áo lâu. À chạy. Bọn kia khỏe lắm anh em ạ. Đấy, ngu dốt ở lại làm cái gì cho nó đánh như con kìa. Ôi ôi rồi, rồi xong. Rồi xong hay quá. Grack cũng đi hết ulti đó. Hello bạn nhỏ. Quả này mình vào phát rồi thắng luôn này, nhưng mà thôi nó đông quá anh em ạ. Này gấp đi. Gali tuổi tôm. Tuổi gì đời gấp chúng anh. Trời. Kỹ năng cả rồi. Chơi mình đấu với con Grack. Mình gặp con Grack đấy suốt. Để cho nó kéo về là ăn shit thôi anh em ạ. Nào, bắn đi. Vì con này nó không có mana anh em ạ. Đu, bọn này thủ gắt thế. Mình không thể vào được luôn anh em ạ. Nhưng mà nó chỉ có thủ thì nó sẽ không thể công. Kéo đi. Tuổi nhá. Rắc tuổi tôm. Food now. Battle later. Tôm, nhân. Mẹ, quả đấy. Không được rồi, ở đấy à, bắt ngang qua đằng chiều. Chết luôn tại chỗ, 3 kill hỗ trợ 6 luôn ạ. Wow, đồng đội đưa hỗ trợ những... Nào, ơi, Natalia hỗ trợ 13 rồi à. Có vẻ Natalia chết khá nhiều đây. Vì hỗ trợ 13 mà chết với có 3 ngang mình em ạ. Ô, thắng rồi. Đơn giản thế nhỉ. Ok, trận thắng này dễ quá. Đồng đội qua này đánh hơi bị gắt luôn. Trời ơi, mình chắc là không được MVP rồi. Hỗ trợ 6 rồi. Quả đấy nếu như mà ăn được hết là 6 kill. À không. Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại. Hai lần diệt quái khủng. Không biết là mình đứng thứ mấy nhỉ. Không biết là đứng bên phải, đứng bên trái đấy anh em ạ. Ok, nhưng mà thôi, chắc clip này của mình đến đây không các bạn. Nếu mà thấy hay chúng mình like, chúng mình share, đăng ký nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.